đâu sẽ là giải pháp cho những cái bạn đang cần tìm mua một ổ wifi để sử dụng trong một văn phòng có rất nhiều người, hay lựa chọn ổ wifi cho một cái tòa nhà có quá nhiều tầng. Giải pháp đơn giản nhất ở đây là gì? Tầng 1 các bạn mua một ổ, tầng 2 mua một ổ, tầng 3 mua một ổ wifi khác biệt nhau, thì đấy là một cách rất dễ dàng và đơn giản mà chi phí cũng khá là hợp lý. Tuy nhiên nó sẽ gặp phải một vấn đề rất lớn, đó chính là các bạn ở tầng 1 thì wifi ok nhưng lên tầng 2 thì sóng nó sẽ giảm. Mà cái thiết bị điện thoại di động hay một cái mẫu laptop hay bất kỳ một thiết bị nào đó bắt wifi, nó không có cái khái niệm gọi là ui tôi thấy mạng này nó chậm quá, nó tự chuyển giống như mình chuyển bằng tay. Vậy thì giải pháp ở đây là gì? Thì ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn, đây là một ổ wifi đến từ Aruba. Đây là một thương hiệu đến từ một công ty con của HP. Cho nên HP là công ty đến từ Mỹ mà, cho nên chất lượng gia công sẽ rất ok rồi. Thì mình tí mình sẽ nói nhanh, thì mình sẽ nói trước về vấn đề phụ kiện. Thì đầu tiên mình đã bỏ hết ra đây rồi, cái vỏ hộp để ngay đây. Cùng với đó, đây là tập sách hướng dẫn sử dụng với rất nhiều các ngôn ngữ. Các bạn nên giữ lại và đọc chứ đừng có cầm mà ném đi. Bởi vì nếu mà ném đi các bạn sẽ không biết cách setup cái ổ wifi này đâu. Và đây là một cái tờ các bạn có thể tải app này. Bởi vì cái ổ wifi này hoạt động cài qua app, chứ các bạn không phải cắm máy tính kiểu lên mạng xong bấm cái đoạn mã kiểu như các ổ wifi thông thường khác. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Đây là ổ wifi Aruba on app 10 năm. Và mình sẽ nói qua một chút về phần cổng kết nối. Thì các bạn sẽ có một cổng USB 2.0 ở đây, một cổng mạng Ethernet đây, ở đây này, ngay chỗ này này. Cái này không phải là một fit cao su để giữ cái ổ wifi này, bởi vì mục đích chính của wifi này cũng không phải kiểu để mỗi như này trên bàn đâu. Thì ở đây cái nắp tre này tháo ra, các bạn hoàn toàn có thể update firmware cho cái ổ wifi này cho nó hoạt động nếu như có bản update hoặc cập nhật nào đó. Thì đây là một cổng gấp nguồn, tuy nhiên chúng ta vẫn cần cổng gấp nguồn đúng không? Rồi mình sẽ để đây. Cùng với đó thì đây là những cái phụ kiện đi theo kèm. Đây là sản phẩm giúp các bạn có thể gắn được lên tường hoặc là treo lên trên trần nhà, thì tùy mỗi người thôi. Và việc các bạn muốn để trên bàn thì nó cần phải có phụ kiện nào đó, thì đây chính là phụ kiện. Thì nó có các bạn có thể đặt như này lên mặt bàn luôn, có thể bắn đinh lại, bắn ốc lại, làm sao trông cho tinh tế nhất. Thì đây, đặt dưới đây này, nó trông như này này. Đấy, nó như này rồi, ok. Cuối cùng thì không thể thiếu được, đây chính là dây mạng. Dây mạng để các bạn có thể nối được nhiều các thiết bị, nối mạng cho cái ổ wifi này để nó có thể kết nối được. Thì đây là dây mạng dạng dẹt, nó sẽ chống được cái vấn đề gọi là rối cũng như là đứt sau một thời gian dài sử dụng hoặc là kiểu gặp các thứ không sao cả. Rồi, thì mình sẽ để hết các phụ kiện ra bên ngoài để mình tập trung nói về cái ổ wifi này. Ổ wifi on app 10 năm thì nó có những cái điểm gì đặc biệt? Mình đã có một video làm về ổ thấp hơn một chút là ổ on app 12 được 75 thiết bị. Thì với cái ổ wifi on app 15 này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng lên đến 100 thiết bị. Tức là đối với những cái bạn mà đang cần tìm mua wifi, sếp bảo cậu này đi mua wifi thôi, thì bạn hãy mua ổ wifi này về. Văn phòng các bạn có 50 người thì bây giờ mỗi người một cái máy tính, xong cùng với đó là mỗi một cái điện thoại đi. Vậy mình cứ tính trung bình như vậy, thì là với ổ wifi này bạn hoàn toàn có thể sử dụng được cho 50 người cùng một lúc. Thì 100 người cũng được nếu như mỗi người chỉ dùng máy tính, không dùng điện thoại dùng 3G. Thì cái ổ wifi này nó có một điểm rất hay, đó chính là nếu như các bạn có 50 thiết bị thì mạng nó sẽ được chia đều cho 50 thiết bị, sẽ không có câu chuyện là ông nào kết nối vào trước thì ông đấy sẽ có mạng cao, và cũng không có câu chuyện là người này đang tải cái phim hay bất kỳ một cái gì mà ăn mạng thì những người kia sẽ xuống, sẽ chia đều cho tất cả mọi người. Và ngoài ra các bạn hoàn toàn có thể kết nối rất nhiều cái ổ wifi này với nhau để làm gì, để cho cả một cái tòa nhà hay cả một khu rộng lớn đều có chung một tên mã. Tức là các bạn hoàn toàn có thể đi được từ khu A sang khu B sang khu C và không phải mở điện thoại lên sau đó tìm ổ, tìm cái kiểu cái wifi đúng cái khu vực đấy, bởi vì tất cả đã được kết nối với nhau thông qua một cái đường mạng gọi là chung ở trong cái này, thì tên nó giống nhau và tốc độ mạng nó cũng giống nhau luôn. Và đây sẽ là một cái điểm gọi là tối ưu cho những cái bạn gọi là cần tìm một sự tinh tế nhỏ gọn. Thì ngoài ra cũng phải nói đến một điều, đó là phần mức giá của sản phẩm. Thì sản phẩm nó có mức giá ở đây thực sự là không quá gọi là rẻ đâu, nó sẽ rơi vào khoảng độ 5-6 triệu cơ. Tuy nhiên khi mà các bạn bỏ được 5-6 triệu ấy ra thì các bạn có thể đánh đổi được. Đầu tiên đó chính là phần thiết kế rất đẹp, và cái thứ hai đó chính là việc các bạn mang lại được sự tiện lợi rất nhiều. Cái ổ wifi này ấy, bạn không nhất thiết phải là một người kiểu am hiểu về quản trị mạng nhưng vẫn có thể quản lý được tất cả những người dùng wifi này. Người ta hoàn toàn kết nối wifi của bạn nhé, các bạn có thể xem được là những người kết nối vào là gồm những ai và họ dùng cái mạng wifi của bạn để làm những công việc gì. Các bạn có thể kiểm tra được, cái này nói nhỏ nhé, như kiểu wifi để nhà đúng không, có thể kiểm tra được các cháu ở nhà hoặc là các em ở nhà đang dùng wifi làm gì, có phải dùng wifi để học không hay dùng wifi để làm một cái gì đó, hoặc ở trên văn phòng có thể kiểm tra được nhân viên hay không. Thì cái này thì mình chỉ tiết lộ nhỏ nhỏ thôi nhá. Và ngoài ra một wifi này nó cũng là một cái rất hay ho, đó chính là nó có thể tạo được hai mạng riêng biệt. Hai mạng riêng biệt ở đây là gì? Các bạn nhá, kiểu sử dụng ở trong phòng khám chẳng hạn, hoặc là một cái văn phòng nhỏ nhỏ chẳng hạn, mua wifi này về và
setup hai mạng, một mạng dùng cho nội bộ cho tốc độ gọi là cao, các bạn hoàn toàn có thể setup tốc độ nó tốc độ cao nhất, cùng với đó là đặt mật khẩu để cho kiểu mọi người dùng với nhau thôi để không bị quá tải thiết bị, và một mạng nữa mở ra không để mật khẩu, lúc đấy sẽ để cho khách vào và khi đấy nó sẽ tối ưu được rất nhiều gọi là cái tốc độ cũng như là kiểu mang lại sự chuyên nghiệp cho các bạn. Thì toàn bộ các sản phẩm này sẽ được mình để link ở ngay dưới phần mô tả video, nếu như các bạn thích thì hoàn toàn có thể chọn mua. Đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anphat Commenter để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau, và sắp tới mình sẽ làm về nhiều cái sản phẩm nó thú vị như này hơn nữa để làm sao cho một hệ sinh thái toàn các thiết bị xịn sò.